À, cô Hâm à? Máu à. Máu à? Ui, anh có làm sao không? À, sao cái đầu cô nhiều máu thế này còn hỏi sao không? Tôi không cố ý mà. Tôi đưa anh đi kiểm tra nhá. Tôi khỏi. Thế tôi phải làm thế nào bây giờ? Anh đã mua vé xem phim cho hai đứa mình. Này, 97.000 chia đôi nhá. Mỗi người 4. Này, anh có phải đàn ông không đấy? Cô 48.000, tôi 49.000, hơn hẳn 1.000 đấy. Đàn ông chưa? Hét ít thôi, để người ta còn xem. Này, may cho anh là nhà anh gần nhà tôi đấy. Không thì còn lâu tôi mới đưa anh về. Về nhá. Ê, cái gì? Đợi tôi lên nhà mở cửa. Đi vào nhà đã, rồi về. Sao nhát thế? Cứ lên đi. Nhớ đấy. Lên đi. Nhớ. Đồ điên! Cô Hồng ơi! Chú Hùng ơi! Có ai còn thức không? Cô Hồng ơi! Chị Ly ơi! Mở cửa cho em ơi!